kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, Ninh Thuận đang là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán. Tình hình khô hạn dẫn đến đời sống khó khăn của người dân. Trong đó, trẻ em cũng chịu tác động không nhỏ trước tình trạng thiếu nước uống, nước sinh hoạt và đói giáp hạt. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những khó khăn của trẻ em Ninh Thuận trong hạn hán và công tác chăm lo cho trẻ em ở đây. Những con suối tại xã Phước Trung, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận 3 tháng nay cạn nước. Để giúp người dân địa phương có nước sinh hoạt, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí lực lượng và phương tiện chở nước từ vùng khác đến cung cấp cho người dân. Học sinh ở các trường mẫu giáo và tiểu học được cấp nước uống đóng chai đến từng điểm trường. Nhờ vậy mà trong suốt đợt hạn hán, các trường trên địa bàn xã luôn đảm bảo đủ sĩ số và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra do việc sử dụng nước không hợp vệ sinh. Phước Trung là địa bàn hạn hán nhất của tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay thì nước sinh hoạt của người dân rất khó khăn, đã ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của cộng đồng dân cư nói chung và trẻ em toàn xã nói riêng. Trước tình hình đó, trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân huyện, chính quyền xã cũng đã tổ chức dùng những xe chở nước từ vùng khác đến tập kết cho các điểm trường. Trước mắt là đáp ứng một phần nào đó nhu cầu sinh hoạt của các em và nhà trường. Và trong thời gian tới thì xã cũng có cái kế hoạch cấp cho mỗi trường 50 bình nước khoáng đóng chai loại 20 lít để đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho các em trong trường học. Xã vùng cao Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận là địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là điều kiện về y tế, giáo dục. Nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc Rackline tại trường trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh phải vượt qua đoạn đường gần 10 km để đến trường. Chính sự quan tâm tận tình của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là công tác vận động học sinh ra lớp đã giúp nhà trường hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trong học kỳ 2 năm học 2014-2015 giữa lúc hạn hán đang diễn ra gay gắt. Hỗ trợ học sinh học bán trú, ăn cơm buổi trưa là giải pháp giúp nhà trường duy trì sĩ số ổn định. Dù trong điều kiện khó khăn, nhưng khẩu phần ăn của các em vẫn được nhà trường cố gắng duy trì và đảm bảo dinh dưỡng. Vấn đề khô hạn thì nó là cái điểm chung của cái tỉnh Ninh Thuận rồi. Thì về phía xã cũng như là trường thì nói chung thì đã vận động tất cả các ban ngành để mà vận động sinh ra lớp. Đó là cái thứ nhất để mà ổn định cho học sinh tới lớp cho nó đảm bảo trong cái mùa hạn này. Và thứ hai nữa thì về bên chỗ chăm sóc cái bữa ăn, cái sức khỏe cho học sinh thì nhà trường luôn luôn đặt lên hàng đầu. Về cái bữa ăn thì đảm bảo chất lượng cũng như đầy đủ cho các em, cũng như là từ đầu năm cho tới bây giờ, duy trì tới bây giờ vẫn ăn bình thường, không có cái gì xảy ra. Thời tiết khô hạn đồng nghĩa với nhiều dịch bệnh có thể xảy ra, đặc biệt là các loại bệnh nhiễm siêu vi, sốt, suy nhược cơ thể. Phòng chống dịch bệnh cho trẻ em trong khi hạn hán đang hoành hành là rất quan trọng. Bên cạnh sự chủ động của từng địa phương, cũng như các trường học, ngành y tế Ninh Thuận đã cử cán bộ y tế tăng cường cho tuyến xã. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã lên phương án tăng cường đội ngũ bác sĩ và bố trí giường bệnh tại khoa nhi và khoa truyền nhiễm, tránh tình trạng quá tải nếu có xảy ra dịch bệnh. Để bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe thì ban lãnh đạo bệnh viện nó có cái kế hoạch rồi. Thí dụ như những cái khoa nào mà cái tình trạng biến động về cái bệnh nhân thì có một cái cơ chế là điều tiết cái giường bệnh á cho phù hợp để tránh tình trạng mà bệnh nhân nằm đôi nằm ba, tạo một điều kiện thoải mái nhất trong thời gian nằm viện. Thứ hai là hạn chế phần lây chéo từ bệnh này qua bệnh kia. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến tháng 9 năm nay, Ninh Thuận mới có mưa. Vì vậy, trong những tháng tới đây, tình hình hạn hán sẽ khốc liệt ở Ninh Thuận và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân, nhất là trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương bởi điều kiện khắc nghiệt của khí hậu. Mong rằng, việc chăm lo về sức khỏe, giáo dục, y tế cho trẻ em ở vùng hạn tiếp tục được các ngành, các cấp tỉnh Ninh Thuận đặc biệt quan tâm.